Một TikToker đang phải đối mặt với chuyện bạo hành nghiêm trọng. Những người trong cuộc đang làm gì? Ai đang bị bắt giữ? Khi nào được tại ngoại? Họ đang nghĩ gì, đang nói gì trên trang cá nhân của mình? Khi nào thì họ ra tòa? Kết quả phiên tòa ra sao? Từng diễn biến đang và sẽ được cập nhật chi tiết trên mạng xã hội. Câu chuyện được quan tâm vì lý do dễ thấy nhất là nó mang lại lượng tương tác tốt. Thế còn khán giả thì sao? Rất nhiều người quan tâm vì tò mò rồi. Và sự tò mò cũng chính là gạch nối dẫn tới những cái bẫy. Như thế này chẳng hạn, chỉ ít ngày sau khi vụ việc nổi lên, một trang fanpage có tên và ảnh đại diện giống hệt nhân vật chính đã xuất hiện kèm theo lời thông báo phải hoãn phiên live để lo ổn định chuyện gia đình. Cuối bài thông báo, một đường link sản phẩm xuất hiện, được cho là có giá tốt để bày tỏ lòng cảm kích đến khán giả đã ủng hộ. Tụi nó lừa là táo săn trên live, nhưng không phải đâu. Cứ vào hỏi có hóa đơn mua hàng là nó block hết. Tôi đặt son theo link của nó, ác liệt thiệt. Thấy giao diện hãng son là thấy kỳ kỳ rồi. Mình cũng đặt, xong phát hiện giả. Khi điện thoại xác nhận lại thì mình đã báo hủy. Xong này họ giao, mình từ chối nhận. Gì chứ mỹ phẩm đắp lên mặt chắc thua á. Vâng, lướt qua một lượt những bình luận về vụ việc này thì chúng tôi thấy là thường chỉ có bình luận của những người vừa thoát lừa thành công thôi. Thế nhưng mà đâu đó có thể vẫn còn có nhiều người đã mắc bẫy và chưa kịp chia sẻ gì về câu chuyện này trên những diễn đàn như là quý vị đang thấy ở đây. Vâng, với những ai mà chưa mắc phải những hình thức lừa đảo như thế này thì xin được chúc mừng quý vị. Thế nhưng cũng chẳng thể vội thở phào được đâu. Vì quý vị biết đấy, một ngày chỉ có 24 tiếng mà thôi. Khi mà dành quá nhiều thời gian cho việc nghe ngóng những thông tin trên mạng xã hội, nó sẽ dẫn ta đến với nhiều cạm bẫy khác, như là những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hay là các mối quan hệ của chúng ta chẳng hạn. Điều này thì chắc hẳn những người hóng tin chuyên nghiệp trên mạng xã hội sẽ cảm nhận rõ ràng hơn ai hết. Chẳng xa lạ gì đâu, họ chính là những người quản lý, những người vận hành các trang thông tin mạng xã hội mà nhiều người trong chúng ta vẫn dành cả tiếng đồng hồ để lướt xem mỗi ngày. Không hiểu tại sao bình thường là đến giờ đấy là các bạn sẽ nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mà mình ra mình thấy các bạn ấy đang tập trung. Có những bạn buồn ngủ quá, ngủ gục luôn cả trên bàn phím. Mọi người cập nhật tin tức nó sẽ là theo giờ, theo phút. Các bạn ấy bỏ cả ngủ trưa. Mình đã chứng kiến các bạn ấy có hôm nào đến 2-3 giờ sáng. Rất là bình thường luôn. Đang ngủ phải bật dậy để đăng những cái tin đó. Xong rồi hóng biến cùng mọi người luôn. Đấy, cuộc sống thì nó cũng có rất là nhiều cái xáo trộn. Tức là nắm hôm mà đi chơi với người yêu ấy, thì cũng có một cái cuộc điện thoại gọi đến mất 15 phút. Và quay ra các thứ là người yêu đứng dậy thanh toán từ lúc nào không biết. Mình cũng phải mất khoảng tầm hơn một tháng để xin lỗi người yêu. Bạn gái đang kiểu kể cho mình một câu chuyện rất là vui. Thì đột nhiên thì điện thoại nó rung lên một cái. Cần phải cập nhật thông tin này và phải dựng một cái tin thật gấp. Mình sẽ bảo là em có thể cho anh xin được khoảng 30 phút đến 1 tiếng được không? Ưu tiên công việc nên là đôi khi bạn gái cũng sẽ có chạnh lòng, sẽ kiểu cảm thấy buồn. Có bị dỗi không? Thế tóm lại cũng hơi dỗi. Một ngày mình phải tiếp xúc khá nhiều thể loại tin tức. Thì có những tin vui thì đúng là mình cũng vui và mình cười theo. Nhưng mà bên cạnh đấy thì cũng có những cái tin mình bức xúc cũng như là buồn. Những cái lúc mà mình cập nhật tin bão hay là vụ cháy ấy, thức xuyên đêm để mà hóng xem là nạn nhân như thế nào, mọi người đã được giải cứu chưa. Đêm xong rồi cứ nghĩ, xong rồi cứ khóc, thương ấy. Vâng, đó là những chia sẻ rất thực tế của những người sống từng phút cùng với nguồn tin tức trên mạng xã hội. Tôi thì thực sự là ấn tượng với chia sẻ của cô gái cuối cùng trong đoạn phỏng vấn vừa rồi. Đó thực sự là một con người có trái tim đồng cảm và yêu công việc của mình. Thế nhưng cũng giống như là việc cập nhật thông tin hàng ngày của chúng tôi vậy. Đôi khi có những cảm xúc không tốt, nhưng đó là công việc, là việc phải làm mỗi ngày. Và đó cũng là sự khác biệt, bởi với đa số khán giả đang xem chương trình lúc này, việc cập nhật thông tin là lựa chọn, có nghĩa là quý vị có thể từ chối nó. Vậy nên hãy thật là cân nhắc việc mà ta đang cập nhật thông tin gì trên những nền tảng nào, bởi nó sẽ góp phần ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của mỗi người chúng ta. Mỗi ngày dành vài giờ hóng hớt trên mạng xã hội, không ít người thừa nhận đã nghiện drama, phụ thuộc vào những tin tức trên mạng khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn. Thỉnh thoảng có một hai lần gì đấy là kiểu em cũng mải xem nhiều quá, xong rồi có nhiều deadline phải chạy, nhưng mà lúc sau em lại phải tỉnh ra là ok, mình giờ mình phải làm thôi, còn drama thì để gác sang một bên. Kiểu công ty mình thì đồng nghiệp của mình hầu như là những Gen Z ấy, thế nên là mọi người cũng nói chuyện qua lại, bàn tán sôi nổi, thì cũng sếp cũng nhắc nhở nhẹ là thôi mình gạt cái chuyện đấy sang một bên đi và tập trung vào công việc của mình trước đã. Tin tức tiêu cực thường nhận được sự chú ý lớn, nhưng cũng kéo theo những tác động chẳng tốt đẹp gì. Chính những trang thông tin mạng xã hội cũng ý thức rõ điều này để cân đối liều lượng thông tin tiêu cực đến mọi người. Hóng tin tức, làm tin tức ấy thì mình biết được là người dùng mạng xã hội
họ sẽ có cái thiên hướng là về những cái tin mà nó tiêu cực, thì để làm giảm cái tin tiêu cực liên quan đến những cái nội dung mà nó bạo lực thì bên mình hạn chế đăng cái tin đó. Tất nhiên là sẽ vẫn đăng, nhưng mà ví dụ như một ngày nó xảy ra khoảng tầm 5 đến 7 vụ thì mình sẽ chỉ chọn cách là đăng 2 vụ thôi, và không muốn là đăng quá nhiều, bởi vì những cái nội dung đấy thì nó sẽ luôn có những cái comment trái chiều. Đôi khi chính nạn nhân trong câu chuyện đấy bị bạo lực ấy lại trở thành chính là cái chủ đề mà người ta bàn tán, và người ta gán ghép với những cái tội danh mà rất là phi lý. Hóng drama trên mạng xã hội, vui chẳng thấy, lợi cũng không, mà chỉ rước họa vào thân. Điều này còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu bị những kẻ xấu lợi dụng. Cũng phải nói thực sự luôn là khi mà chúng ta cảm thấy là nhìn được những cái drama của người khác, nhìn thấy người khác rơi vào những cái tình huống xấu hổ, đôi lúc là chúng ta cảm giác rằng là chúng mình thoải mái hơn. Đối với cả những kẻ lừa đảo ấy, thì họ lại tận dụng tất cả những cái điểm yếu tâm lý, những cái quy luật tâm lý đấy vào cái mục tiêu là để trục lợi cho bản thân và gây hại cho những người khác. Và thông tin đấy có thể ẩn chứa đằng sau đấy là mã độc, là những cái thông tin giả, là những cái thủ đoạn lừa đảo. Và chúng ta khi mà lên trên mạng thì dường như lại trở nên là rất ngây thơ, cả tin, và có thể biến chính bản thân các bạn trở thành cái con mồi. Tỉnh táo và kiểm chứng thông tin trước những tin đồn tiêu cực lan truyền là hết sức cần thiết. Đừng vì những cái like, share, chấm hóng hăng say trên mạng ảo mà đẩy những điều không có thật đi quá xa, gây ảnh hưởng đến cuộc sống thật của bản thân và người khác. Vâng, tác hại thì quý vị thấy rồi đấy. Giờ hãy nhìn vào thực tế, chúng ta khó có thể thoát khỏi vòng xoáy tin tức trên mạng xã hội. Chúng ta phải làm sao đây? Thưa quý vị, như ở phần đầu của tiêu điểm tôi có nói, đó là luôn có một giá trị nào đó ẩn đằng sau lớp vỏ của mỗi thông tin chúng ta thấy trên mạng xã hội. Nhưng mà cách chúng ta đang tiếp cận có đúng hướng hay không để mà nhận ra giá trị ấy mới là vấn đề. Và một trong những cách có thể làm được ngay đó là hãy bỏ qua những tin nhanh với lớp vỏ bề ngoài của nó. Hãy đi vào những thông tin có tính chất bình luận.